Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni trưởng Diệu Giác, Viện chủ Tu viện Quan Âm. Kính thưa Sư cô Huệ Đức, trụ trì Tu viện Quan Âm, cùng tất cả quý thiền hữu tri thức. Trong buổi sinh hoạt hàng tuần thứ bảy hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua thị phi, nói lời hữu ích. Nói lời hữu ích là một trong bốn phương diện quan trọng của điều đạo đức thứ tư dành cho người tại gia. Trong kinh Thập Thiện, nói lời lợi ích là phần thứ tám, góp phần tạo cho lời nói có thêm sức mạnh truyền thông, giúp cho người nghe đạt được các giá trị cần thiết khi ta phải sử dụng lời nói hoặc viết các ý tưởng thành chữ viết, hay là truyền thông nó bằng các ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ khẩu hình. Truyền thông mà ngày nay đóng vai trò rất quan trọng, bởi vì giúp cho chúng ta thổ lộ được dòng chảy tâm tưởng của mình cho người đang nghe. Và cũng nhờ phương tiện truyền thông này mà xã hội loài người tiến bộ vượt trội hơn các loài động vật còn lại. Về phương diện sinh học, cá heo thông minh hơn con người, các nếp nhăn trong não của chúng nhiều vượt trội hơn con người. Nhưng vì chúng không có phương tiện truyền thông hoàn chỉnh và có hệ thống bằng ngôn ngữ với văn phạm và chữ viết, loài cá heo không thể nào thực hiện được thế giới với những nội dung và những điều chúng muốn. Cho nên chúng vẫn phải thua kém con người về nhiều phương diện. Do đó thấy rõ được tầm quan trọng của truyền thông và làm con người là ta có phước báo được trong việc sử dụng ngôn ngữ truyền thông này, thì đừng để cho nó trở thành mối đe dọa hạnh phúc đối với người khác. Phần thứ tư của điều đạo đức thứ tư thường được hiểu nôm na là không nói lời tán gẫu. Tới những lời nói mà nó không mang một mục đích gì, cũng không để lại giá trị tích cực nào ở người nghe. Thậm chí sau khi nghe xong, người nghe có thể rơi vào trạng thái khủng hoảng, sợ hãi, lo âu, sầu muộn và đốt chết tất cả các hạnh phúc đang có. Thị phi là một trong các loại ngôn ngữ mà ai có thói quen sử dụng nó và thích nghe nó sẽ làm cho con người xa dần các hạnh phúc. Các nhà khoa học cho thấy do vì bán cầu trái, tức lý tính, ở người nữ lớn và nổi trội hơn bán cầu phải, tức lý tính, chị em phụ nữ có khuynh hướng tâm sự
chuyện trong nhà, ngoài phố, nhỏ to. Nếu không với bạn thì cũng với người thân, nếu không với người thân thì tìm người dân, miễn ở đâu có chỗ để chúng ta trút đổ bầu tâm sự là cứ đó. Và do vậy vô tình chị em phụ nữ bị vướng vào cái nghiệp thị phi. Đôi lúc mà không để ý, nhưng nó là một hiện thực. Có ba loại thị phi. Loại một, bình phẩm đúng sai tốt xấu dưới góc độ khách quan và trung thực. Thì các nhà phê bình văn học, phê bình điện ảnh, các nhà đánh giá và tất cả chúng ta đều có được cái quyền này để nhận định đánh giá, như là cái quyền tự do ngôn luận mà luật pháp bảo hộ. Tuy nhiên, để quyền tự do ngôn luận đó không bị lợi dụng và lạm dụng, luật pháp có rất nhiều khung hình phạt nghiêm trị những người bê bốc đề tư, công bố các thông tin cá nhân mà vốn không hề được cho phép, và việc công bố đó dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ dân sự và xã hội. Thì trong tình huống này, điều đạo đức thứ tư của người tại gia khuyên chúng ta nên thoát khỏi khuynh hướng đó. Trong các trường lớp từ thấp nhất cho đến cao nhất, các thầy cô giáo đại diện cho thành Phật truyền bá tri thức chân chính, tri thức nghề nghiệp, tri thức khách quan, tri thức sự kiện, do vậy phải phân tích sự đúng, sự sai, sự nên không nên liên hệ đến phong tục, tập quán, văn hóa và đạo đức của con người, bao gồm truyền thống dân tộc. Dầu vẫn được xem là loại hình thị phi, nhưng nó là điều được đáng khích lệ và gắn kết với các nhận định đánh giá về tốt xấu đó, có khả năng giúp cho con người sống tốt hơn, tích cực hơn, có giá trị hơn. Ai không tham gia vào các loại hình nói đúng và sai như vừa nêu đó, đôi lúc trở thành là bỏng sẻn về tri thức. Ví dụ như mình là có kiến thức biết về chuyện A, B, C, người đang học hỏi có nhu cầu muốn học tắt để đỡ phải tốn thời gian, tiền bạc, công sức mà nắm được bí kíp hay là phương pháp, ta chỉ cần chia sẻ trong vài ba phút là người kia có thể biết. Người bỏng sẻn tri thức sẽ ém nhẹm, giả vờ như mình không biết gì. Các kiến thức đúng đó có thể bị biến mất dần theo năm tháng, nhất là truyền thống gia truyền ảnh hưởng và có gốc rễ từ Trung Quốc, làm cho biết bao nhiêu kiến thức chân chính của nhân loại trở thành bị lãng quên và nằm ở dưới các mồ huyệt của những người sở hữu đó mà không biết sử dụng với mục đích chân chính. Về phương diện này thì Đức Phật đã nói trong kinh Trường Bộ: ai suốt ngày không nói, suốt đời không phát ngôn, quả chứng tối đa là câm, quả thứ yếu là á khẩu. Và quan điểm này đi ngược lại khái niệm tịnh khẩu của Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo. Tịnh khẩu trong truyền thống tâm linh này là không nói, giữ yên lặng. Các bậc tu sĩ đạo Bà La Môn thực tập ít nói, dẫn đến tình trạng không nói và được quần chúng và tín đồ ca ngợi như các vị thánh sống,
Đức Phật phê phán khuynh hướng này: con người có miệng và hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh mà không biết tận dụng nó cho các mục đích xã hội và nhân sinh và cải thiện cuộc đời thì quá uổng ích cho mình và quá lỗ lã cho người. Và Đức Phật đã định nghĩa tịnh khẩu là gì? Tức là nói những lời có lợi ích, có giá trị và giúp cho người nghe phấn chấn tinh thần để họ có thể làm những việc cần làm, biến các ước mơ tốt trở thành các hiện thực hay. Cho nên khi tham dự các khóa tu trong các chùa thì phần lớn các quý Phật tử được yêu cầu là giữ tịnh khẩu, không có nghĩa là suốt 24 giờ hay 12 tiếng trong ngày tu ta không nói cái gì hết. Bằng chứng quý vị vẫn niệm Phật, vẫn tụng kinh, vẫn chia sẻ những điều cần thiết mà. Do đó đừng nên hiểu lầm theo truyền thống của các tôn giáo khác, mà phải hiểu rõ tịnh khẩu là nói những lời đúng, những lời có giá trị. Do đó Phật tử nào tại nhà có thói quen tu, chồng hỏi thì không ừ, không hử, không rằng, mà chỉ viết giấy trả lời là tu là khỏe. Người nào khi được yêu cầu mà không thèm nói, cứ ra dấu chỉ là đại lạc quẻ. Robinson sống trên đảo Quan vì bị đắm thuyền bất đắc dĩ. Nhiều năm trôi qua ông ứng xử như là các thú rừng, bởi vì không có người để nói, ngôn ngữ riết bị quên. Và khi tiếp xúc lại con người thì từ những cái nỗi hoảng sợ, lo lắng dẫn đến cái thái độ làm quen và bắt đầu nó bập bẹ lại như là một đứa bé mới sinh. Cái cảm giác hạnh phúc dâng trào ở Robinson cho chúng ta thấy con người có phước báo vì sở hữu được cái khả năng nói và truyền thông cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, kiến thức, văn hóa, phong tục, tập quán và mọi thứ trên đời qua giáo dục và qua tương quan xã hội. Cho nên đừng nên ngộ nhận lời nói đúng về những cái đúng đó là lời thị phi theo nghĩa xấu, rồi dẫn đến tình trạng là chúng ta cứ ngậm miệng làm thinh những việc cần nói, giải quyết được biết bao nhiêu vấn đề nhưng mà ta không chịu nói. Lưu tiện đây chúng tôi xin kính lưu ý Phật tử, ai đọc 10 điều tâm niệm và luận bảo dương tam muội đó thì đừng nên ngộ nhận cái câu oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát là một chân lý. Đức Phật không hề dạy lời nói đó. Khi ta bị người khác đánh giá sai, hiểu sai, nếu được mời hỏi ta phải có trách nhiệm trình bày cái đúng, trình bày trong thái độ tìm kiếm sự thật, không hận thù, không trả đũa, không vướng kẹt bởi cái tôi và cái tôi sở hữu. Có nhiều trường hợp chỉ cần giải bài tâm sự chuyện đúng và chuyện sai thôi, các cái gút mắt giữa ta và người đã được tháo mở hết. Có nhiều người cứ ghi chặt trong lòng, ém trong tâm, đè nén, ức chế, và cái này nó tạo thành cái bong bóng cảm xúc. Thổi vào trong bong bóng đó sức đè nén nhiều chừng nào, cái căng thẳng làm cho chúng ta mệt mỏi sẽ diễn ra tỷ lệ thường chừng ấy. Đã gọi là một cái bong bóng thì nó sẽ có tuổi chịu đựng của nó và sự nổ. Quá mức chịu đựng về phương cảm xúc, bong bóng bị trương phồng nó sẽ nổ tung. Và kết quả là người ém nhẹm những điều lẽ ra cần giải bài cần thiết, đúng người, đúng chỗ, đúng thời gian, các quan trái, gút mắt, trở ngại, bế tắc giữa ta và người được tháo mở. Hai, thị phi dưới hình thức nói xấu bao gồm các lời phê bình tiêu cực, chỉ trích, chọn gậy bánh xe,
phá đám, gây hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ tình thân, phá vỡ các mối quan hệ hòa hợp đoàn kết, dấy khởi sự ngộ nhận giữa người này với người khác, làm cho tình thân bị đổ vỡ. Thị phi dưới góc độ vừa nêu có tác hại xã hội và dân sự rất lớn. Người tu học Phật không nên mất thời gian cho các lời nói mang nội dung vừa nêu. Và ta cũng không nên tình nguyện trở thành loa phóng thanh cho các khuynh hướng sử dụng ngôn ngữ vừa nêu. Kỹ thuật tâm lý chiến thường làm cho người ta phải bị tò mò, và càng tò mò thì thông tin bí mật đó sẽ dễ dàng được bật mí. Ví dụ người khéo dựng chuyện đặt ra một tình huống không có thật, nhưng để cho những người khác dễ tin, người phát ngôn thị phi trong tình huống này phải áp vào tai của người cả tin và nói rằng đây là chuyện tối mật, tôi chỉ nói cho một mình bà biết, nếu có ai biết chính là bà nói. Người nghe cảm thấy nở lỗ mũi, tôi được đánh giá cao, tôi được tín nhiệm, tôi được người khác quan tâm, cho nên mừng húm quá để chia sẻ thông tin đó. Đến ngày hôm sau, vài ba buổi sau, đầu đường xó chợ ai cũng biết hết trơn. Đang khi thông tin đó hoàn toàn thiếu kiểm chứng, tính xác thực trong truyền thông trong trường hợp này là không đảm bảo. Vì quan hệ cá nhân, vì niềm tin, vì sự tín nhiệm, rất nhiều người đã trở thành cái loa phổ biến các thông tin sai lầm mà ảnh hưởng nghiêm trọng về vấn đề xã hội, sẽ làm cho người đó phải lãnh đủ về hậu quả. Dầu động cơ là tốt hay là bị cài bẫy thì hậu quả mà người đó phải gánh chịu phải như nhau, cũng giống như hậu quả mà người đó đã mang lại cho cuộc đời về các điều xấu vàng. Trong tình huống này đó, các tổ Tịnh Độ Tông dạy chúng ta nghệ thuật để vượt qua bằng phương pháp thay thế rất sâu, rất đơn giản. Chẳng hạn, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh tan vọng niệm chết, hiển pháp thân chư Phật. Bài kệ bốn câu đó được xem như là phương châm thay thế rất tích cực. Cái nghiện nói cũng giống như là nghiện ăn, nghiện uống, nghiện mặc, nghiện thở, nghiện trang sức, nghiện hưởng thụ. Thế là nghiện thì sức lôi dẫn của nó làm cho ta phải bị lệ thuộc vào cảm xúc và thân thể là rất cao. Ai đã có thói quen nói nhiều, nói dai, nói dài, nói dở, nói thị phi, mà hôm nào không có ai nghe để được mình nói thì chịu không nổi. Và do đó thay vì đè nén nó, lấy băng keo bịt miệng lại, thì ta sẽ tiếp tục nói nhẩm trong đầu. Và động tác nói nhẩm là hành vi của tâm, dầu trực tiếp hại đến người khác, nhưng việc nói nhẩm bằng sự độc thoại đã làm cho chúng ta gieo nghiệp hoặc tốt hoặc xấu. Nếu nội dung của đó là thị phi tiêu cực thì nghiệp xấu đã được gieo rắc trong tâm rồi. Đến lúc nào có cơ hội nói, người đó sẽ nói gấp bội, vì việc đè nén sự nói đã được diễn ra khá lâu. So sánh hai câu với hai nội dung dẫn đến hai ý nghĩa khác nhau, chúng ta sẽ thấy
lời dạy của tổ rất sâu. Câu chuyện này được hiểu cho chuyện đề, chuyện thị phi, chuyện vô nghĩa, chuyện không có giá trị. Câu niệm Phật á, có khả năng giúp cho chúng ta sống với chánh niệm, đạt được sự bình an, tâm thư thái, thoải mái, an lạc, thảnh thơi. Bây giờ kêu mình là lặng thinh như một người câm, mấy ai có thể làm được? Và nếu làm được chưa chắc gì đã tốt. Cho nên thay vì nói lời thị phi, ta đổi thói quen đó, nói lời niệm Phật. Đến lúc mà miệng mình ngứa quá muốn nói cái gì đó, nhất là nói lời chửi bế, nói mắng nhiếc, nói chì chiết, nói nhặn nhẹ, nói quyền rủa, thì hãy thay thế bằng sự niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và hành giả tại tu viện Quan Âm này thì thường là tụng chú Đại Bi. Các vị có thể trì tụng thần chú Đại Bi hoặc thần chú Bát Nhã Tâm Kinh ngắn gọn hơn, có giá trị thôi thúc như là một mệnh lệnh cách. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, toát bà ha. Nguyên ngữ Sanskrit là Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisoha. Nghĩa đen trong tiếng Việt nôm na là vượt qua đi, vượt qua đi, vượt qua bờ bên kia, nỗ lực đạt đến bờ bên kia, nỗ lực một cách thành công. Mệnh lệnh cách này đặt chúng ta vào trong thói quen phải nỗ lực và tinh tấn cho cái chí thiện, cái đạo đức, cái hạnh phúc, cái an vui, cái vô ngã, cái vị tha, tức là những giá trị tích cực ta. Cho nên ai có tánh lè phè hay lười hoặc là do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, không có rõ ràng về bất cứ cái gì hết, thì hãy cố gắng trì niệm thần chú Bát Nhã Tâm Kinh đó để thôi thúc mình, nâng đỡ mình và giúp cho mình phấn đấu để làm và đạt được sự thành công trong tầm tay. Mệnh lệnh cách nào càng ngắn gọn càng có giá trị khích lệ cao, vì dễ nhớ, dễ hành trì. Giảm bớt các câu chuyện thị phi, nói nhiều các câu Phật ngôn sẽ giúp cho chúng ta chia sẻ được các giá trị tâm linh và sự cao quý. Người lớn tuổi có khuynh hướng ngồi lại với nhau là kể chuyện đời xưa. Chúng tôi tạm gọi tuổi lớn là tuổi đời xưa đối với ai có thói quen thị phi nhiều. Có nhiều người thị phi chuyện đời xưa đó không có hại gì ai, nhưng mà toàn là ký ức lại cái thời vàng son về nhan sắc, sức khỏe, thành công, danh dự, vị thế xã hội mà hiện nay không còn nữa. Thầy Đức Phật, ký ức đó tạo ra cảm giác tiếc nuối trong tâm. Và tiếc nuối là một năng lực tâm lý tiêu cực, là kẻ sát thủ của hạnh phúc. Ai sống ký ức về quá khứ sẽ không thể nào có hạnh phúc ở hiện tại được. Chị em phụ nữ sống với sự trầm uất nhiều, nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc trong quá khứ đó có thể tích tụ lại theo năm tháng, và mỗi khi có cơn buồn á sẽ làm cho họ có khuynh hướng nói tràn gian đại hải các bất hạnh, mất sức từ việc này sang việc khác, rối bời như là bùi nhùi, càng nói càng khổ, càng than càng bế tắc, càng thị phi về quá khứ bản thân mình càng làm cho mình bất an. Và nỗ lực chuyển hóa thói quen này bằng niệm Phật là một nghệ thuật không tốn tiền mà có giá trị cao. Đánh tan vọng niệm chết ở đây được hiểu là sự chuyển hóa các thói quen móng tâm
khởi niệm về những cái mà khi dướng vào nó đó, con người không thể nào có được hạnh phúc. Ví dụ như khởi tâm về cơn giận dữ, bực dọc, tức tối, hay là sự đam mê, sự thiếu sáng suốt, hay là sự tham đắm, đều làm cho chúng ta bị kẹt và bị trói buộc. Do đó không cần phải nỗ lực chuyển hóa tiêu diệt vọng niệm, chỉ cần giữ chánh niệm bằng danh hiệu Phật, bằng thần chú Bát Nhã, bằng thần chú Đại Bi, hoặc các danh hiệu Phật mà mình cảm thấy thích hợp, hay câu kinh lời Phật dạy, lúc đó vọng niệm tự động kết thúc. Khởi lên dụng ý đè nén và tiêu diệt đó là một phần ức chế. Ức chế nào cũng là con đẻ của tâm sân. Sử dụng khôn ngoan trong một số tình huống sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ, như làm cho vào nó ta như là đang bị áp lực, mà áp lực nào cũng làm dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng, không có được hạnh phúc. Kinh Di Giáo, xin lỗi, kinh Viên Giác, Đức Phật nêu ra nghệ thuật chuyển hóa vọng niệm như sau. Bất tác phương tiện, tri nguyện tức ly, ly nguyện tức giác, diệt vô tiệm thứ. Biết một vọng niệm là huyễn, xuất hiện bởi điều kiện do tâm bị phiền não, tham đắm, si mê dẫn dắt, ta không nên chạy theo nó. Và sự biết đó đã kết liễu sự tồn tại của vọng niệm rồi. Bất tác phương tiện là không cần phải nỗ lực để tiêu diệt nó. Hai câu sau: biết cái gì là huyễn thì lúc đó ta đã được lìa huyễn, và trạng thái đó được gọi là giác. Không cần phải theo trình tự thứ lớp, giác ngộ đó vẫn có mặt như thường. Câu triết lý này thì hơi khó hiểu. Quý vị hãy thử liên tưởng đến ví dụ sau đây để thấy rõ được lời dạy sâu sắc của Đức Phật trong kinh Viên Giác vừa nêu. Trong giảng đường của Tu Viện Quan Âm có gần 20 bóng đèn tiếp. Và mỗi buổi tối đó thì các chú tiểu trong chùa chỉ cần bật đèn điện lên, bóng tối trong giảng đường này tự kết thúc. Và từ đó đến giờ, sư bà viện chủ chưa bao giờ yêu cầu các đệ tử của mình cầm dao, búa, gậy, gọc để tiêu diệt bóng tối. Bóng tối đó không có hình thù, không có điểm tựa. Đánh vào bóng tối là đánh một khoảng không, không đi đâu hết á. Chỉ cần duy trì bóng đèn điện, bóng tối kết thúc lại. Và cái động tác bật công tắc chỉ là một tích tắc thôi. Cái tích tắc bật công tắc đó được hiệu là duy trì chánh niệm. Thế nên này nó sẽ giúp cho chúng ta không nên dụng công vô ích trong việc tiêu diệt vọng niệm. Mà phần lớn nếu không để ý, chúng ta dễ dàng rơi vào khuynh hướng này, tức là tự gây áp lực cho bản thân. Quá nhiều thứ mà lẽ ra không cần thiết. Phương pháp thay thế sẽ giúp cho tâm mình tập trung vào một nội dung tích cực hơn. Nhờ đó ta được thư thái và bình an. Quý vị sử hình dung đây là cái đế đựng ly. Nó có hình thức hơi vòng tròn. Mỗi một giây phút mà nó lăn ở trên mặt bằng này đó, tại một thời điểm tích tắc nhỏ nhất của thời gian, thì cái ly này chỉ giao tiếp với bàn ở góc 90 độ, không có một điểm thứ hai
và không có thời điểm thứ hai. Mỗi một thời điểm chỉ có một dấu giao tiếp duy nhất, 90 độ thôi. Thì tương tự, chánh niệm theo lời Phật dạy là cách ta đặt tâm lên trên các đối vật tích cực. Phần lớn được gọi là đối tượng thiền, đối tượng chánh niệm, đối tượng niệm Phật, vân vân. Và trong thời điểm đó, với chánh niệm được duy trì, vọng niệm về tham sân si phiền não nghiệp chướng sầu bi khổ u sẽ không có cơ hội tồn tại song hành. Đó là nghệ thuật chúng ta chuyển hóa tâm vọng niệm. Và khi hết vọng niệm, pháp thân Phật, tức là sự giác ngộ, sẽ có mặt với chúng ta như một hiện thực tự nhiên thôi. Do đó quý vị có thể áp dụng công thức này để tập chuyển hóa thói quen thị phi. Ở tại công sở, chợ búa, đa khi giao dịch mà cái tâm thị phi khởi dậy, miệng bắt đầu muốn nói là thị phi, mà chúng ta đi niệm Phật, có nhiều người ta cười. Nếu ta không đồng cảm được phương pháp đó, thì quý vị có thể thay đổi bằng những câu nói thuộc về danh ngôn Phật dạy. Cho nên mỗi người cần phải thuộc một số câu Phật dạy tâm đắc, để khi thay vì muốn nói lời bậy, lời xấu, lời tà, thì hãy trích dẫn lời nói ra, người nghe nghe mát ruột lắm. Ví dụ như ai sống trong một môi trường mà người xung quanh dễ nổi cáo, dễ thua đủ, ít có khi hỷ xả, rộng lượng, tha thứ, bỏ qua, thì câu nói sau đây của Đức Phật sẽ trở thành là một liều thuốc trị bệnh. Hận thù diệt hận thù, nghìn thu không có được, tình thương chuyển hận thù là định luật muôn đời. Đó là câu danh ngôn Phật dạy rất sâu sắc. Trong giai đoạn chiến tranh giải phóng thuộc địa, thì việc đấu tranh giai cấp là điều rất cần thiết để buộc các chủ nghĩa đế quốc cần phải tôn trọng chủ quyền độc lập của các quốc gia nhược tiểu. Nhưng trong các mối quan hệ dân sự và xã hội, áp dụng công thức đấu tranh là một sai lầm. Bởi vì áp dụng cho các quan hệ dân sự và xã hội thì dẫn đến nhiều hậu quả, đó là tranh chấp, hơn thua, và làm cho cả hai bên vướng kẹt vào sự hận thù. Do đó hòa đàm là phương pháp tối ưu. Thời gian để dẫn đến kết quả tối ưu có thể lâu, nhưng khi đã đạt được rồi, tính bền vững về hạnh phúc sẽ được đảm bảo. Dân gian Việt Nam có câu rất gần với Phật: tránh voi chẳng hổ mặt nào. Cứ xem những kẻ xấu, kẻ gây hấn, kiếm chuyện, phá phách, hơn thua, thù hận là voi đi, như là voi, voi sai, voi dữ, voi chưa được thuần hóa. Và việc làm đó thể hiện sự khôn ngoan của kẻ ứng xử, chứ không phải là một sự hèn nhát, sợ hãi. Vấn đề là kết quả ta đạt được từ ứng xử nhường nhịn này là cái gì mới là quan trọng. Do đó áp dụng câu Phật ngôn vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta hạ quả và sự giận tức đối với những người mà cố tình gây sự mang lại hận thù cho ta. Cái gút và quan trái giữa ta và người đó được tháo mở về phương diện mình. Còn kẻ xấu, kẻ gây sự đó tháo mở hay không đó là một chuyện khác. Nghĩ ra mình không bị vướng kẹt vào thì vấn đề mắc mú được giải quyết mấy mươi phần trăm. Do đó cố gắng sử dụng thói quen các câu Phật ngôn để chúng ta có thể trích dẫn rồi suy nghĩ về nó, và chúng ta sẽ có thể quên đi cái nhu cầu nói lời thị phi. Hoặc ta có thể sử dụng các câu lời hay ý đẹp để cho
người nghe đó có cảm giác được thoải mái và hân hoan. Ngoài ra thì quý vị có thể sử dụng bất cứ câu nói nào có giá trị và lợi ích tương tự để chuyển hóa thói quen thị phi. Ba, những lời nói vô tích sự, tức là không có lợi ích gì cho ai, mặc dầu nó cũng không gây tổn hại cho ai, nhưng mà nói những lời nói đó thì tổn khí, hao thần. Đa ngôn hư khí. Sau khoảng chừng 30 phút nói những chuyện trong nhà ngoài phố mà cái từ hơi nặng ám chỉ cho thói quen nói này là nói những lời tào lao, nói chuyện đâu, chuyện xàm, chuyện không có liên hệ gì đến ai, không có giá trị gì, sẽ làm cho người nói rất mệt tâm. Khí mà bị hư thì thần kinh bị tổn giảm. Sẽ là một sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng trút được nỗi buồn, nỗi đau bằng sự tâm sự thì ta sẽ nhẹ nhõm tinh thần. Chuyện đó chỉ đúng với điều kiện là tâm sự đúng người, đúng chỗ và nói những cái cần nói, chứ không phải là nói nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Người nói cũng mệt mà người nghe thì mệt hơn. Công nghệ truyền thông ngày nay càng phát triển đó, thì con người càng lậm vào thói quen sử dụng điện thoại. Trước đây là điện thoại bàn, nay là điện thoại di động. Ở Hoa Kỳ và Canada, sau 7 giờ tối, ai đăng ký theo chương trình này sẽ nói thoải mái với những người đang ở bang khác cho đến 6 giờ sáng mà không tốn một đồng các bạn nào. Và từ đó đó, cái việc mà nhỏ to tâm sự và những chuyện không đâu sẽ làm cho thần kinh của người nói và người nghe bị rối loạn hết. Vì điện thoại di động ngày nay đó nhiễu sóng rất là nhiều, tổn giảm não, ký ức, thần kinh, và nặng có thể dẫn đến các rối loạn tâm thần rồi hoang tưởng. Nhẹ đó thì sau thời gian đó, cái chức năng thính giác của lỗ tai có vấn đề, có thể bị lãng và có thể bị điếc luôn. Cho nên dầu có mua các sim khuyến mãi và những chương trình điện thoại 3 trong 1, 5 trong 1, người phát ngôn không nên lạm dụng vào việc nói này. Ta thử hình dung một dây điện và một người bị điện giật đã truyền tai cho những người đứng xung quanh. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư có thể bị nhẹ, nhưng người cuối cùng sẽ bị đứng tim mà chết trước, vì dòng điện sẽ đi theo hệ thống dẫn điện và đến cái cuối cùng nó sẽ tác động lên cái trở lực đó lớn nhất và làm cho tim người đó khó thở, nặng, có thể bị chết. Ta có thể hình dung truyền thông thị phi đi, là trút đổ nỗi khổ, niềm đau, phiền não cho một người nào đó. Người nghe đó trở thành như là một cái sọt rác chứa đựng hết tất cả những cái lời vô ích này, làm thần kinh bị rối loạn, mệt mỏi, đừ đẳng, căng thẳng. Không phải người nào cũng có được cái khả năng để giải phóng các lời nói vô tích sự đó. Và phương diện này thì triết học Phật giáo đưa ra hình ảnh là chú khỉ bịt miệng, bịt mắt và bịt tai. Miệng và lỗ tai có liên hệ về phương diện thần kinh. Ai nói tốt thì nghe rõ, ai bị câm thì bị điếc. Nó như là một cái cộng nghiệp liên đế.
Do đó đôi lúc phải giả vờ không nghe những lời không có giá trị, để ta khỏi phải bận tâm về những nội dung mà dướng kẹt vào nó, hạnh phúc chúng ta bị đánh đố. Đang khi đó đời sống vợ chồng của người tại gia cần dành thời gian trọn vẹn cho người yêu, cho vợ chồng, cho con cái, cho người thân, hoặc là cho cha mẹ, hoặc cho tất cả các thành phần người yêu. Thì rất nhiều người có thói quen nói nhiều, nghe nhiều đó, thì gần như là bị đắm vào cái này, bỏ thời gian còn lại cho việc không đâu đó. Kết quả là hạnh phúc gia đình nó bị hy sinh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân đó là một trong hai người có khuynh hướng là tiết kiệm thời gian cho người còn lại, đang khi quá nhiều thời gian cho bản thân trong việc tâm sự bằng điện thoại, bằng tivi, hoặc là dành thời gian cho bạn bè. Còn người mà ta cần quan tâm bởi lời nói, bởi việc làm, bởi chăm sóc, bởi tình yêu, bởi nâng đỡ, bởi giúp đỡ, gần như không có. Đây thì có nhiều người thì được người đăng, người săn, kẻ đó, chồng vợ đích thực theo ông thú thì lại chẳng hề quan tâm đến việc này. Trạng thái cô đơn trống vắng đó sẽ làm cho rất nhiều người muốn tìm kiếm người tâm sự để tìm cái sự cảm thông, từ đó dễ dàng dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng. Kết quả là ngoại tình thật là chuyện khó có thể tránh khỏi. Cho nên là khi đang trong nỗi buồn, niềm đau, đừng nên tâm sự với người khác giới tính. Bởi vì tình cảm phát sinh trong tình đó rất nhanh, rất lẹ. Đang cô đơn, trống vắng và buồn tối thì đừng nên đi chơi, vì dễ dàng ta dâng hiến thân mình cho người, chẳng ra gì. Phải biết giữ mình. Phải biết tội nghiệp những người thân khi họ nghe quá nhiều những chuyện mà lẽ ra họ không cần phải nghe, không cần phải biết. Muốn như thế, liên tưởng đến hình ảnh chú khỉ bịt cái miệng, tức là không phát ngôn những chuyện dư thừa. Từ đó ta có thói quen chuyển hóa được thói quen nói chì chiết, nói nặng nhẹ, nói dài dòng, nói đập ly đập lại những chuyện mà nó thuộc về quá khứ rồi. Không khéo thì chị em phụ nữ bị kẹt vào thói quen nói đó rất nhiều. Các ông chồng nghe mà muốn phát hùng luôn. Đàn ông thì thích cảm thông, đàn bà đó thì thích dụ ngọt. Cho nên tình yêu của phụ nữ đi từ lỗ tai vào con tim. Tình yêu của đàn ông thì đi bằng lý trí hoặc là bằng con mắt. Nó có hai cửa ngõ, cho nên họ có thói quen lãng mạn hơn, và kết thúc nó cũng nhanh chóng hơn, vì con mắt thì thay đổi liên tục. Do đó tập chuyển hóa thói quen nghe và nói, ta tiết kiệm được rất nhiều tiền và sử dụng nó cho các mục đích có giá trị hơn. Như vậy, nếu ta là một người tốt mà phải bị người khác nói lời thị phi, phải ứng xử thế nào? Rất nhiều người bỏ cuộc, không dám làm việc thiện nữa. Mình nghĩ rằng là càng làm việc thiện, ta trở thành là đối tượng bị ganh ghét, từ đó thối thất tâm mù đề, bỏ lỡ các cơ hội làm được các việc đáng làm, càng làm. Cứ liên tưởng lời thị phi là những cái phản ứng không đúng với hiện thực về bản thân ta, cá tánh của ta, lối sống của ta và sự ứng xử của ta trong cuộc đời. Khi mình biết rõ là hai cái này nó không có tương thích với nhau, thì người nào dạy lắm mới bị kẹt vào nó để bị khổ đau. Truyền thông ngày nay thì thường khai thác những cái xấu và truyền bá nó rất nhanh, và con người là thích tiêu thụ những cái xấu, báo nào nói về cái xấu nhiều, bán chạy như tôm tươi,
và báo ca ngợi về cái thiện, cái từ thiện, cái công ích xã hội thì hầu như là bán ế lắm. Báo Phật giáo là bán ế nhất trong các loại báo. Báo công an là một trong những tờ báo bán chạy như tôm tươi. Nay thông tin giết người này, mai lừa đảo cái nọ, nay kẻ này ngoại tình, mốt người kia bán dâm, con lừa cha, bạn lừa lẫn nhau, toàn là những chuyện xấu thì người ta thích coi lắm, thích tiêu thụ, thích ngấu nghiến đó. Và do vậy con người bị lãnh đủ bởi sự tiêu thụ thiếu khôn ngoan. Khi ta tiêu thụ một cái gì, trên thực tế cái đó đang tiêu thụ ta bằng thói quen. Thiếu nó ta chịu không nổi. Do đó nỗ lực vượt qua các thói quen tiêu cực trong truyền thông, ta sẽ đạt được ba lợi ích được kinh thập thiện nêu ra sau đây. Một, được bậc trí tán thán. Hai, đối đáp nhanh nhẹ lưu loát. Ba, lời nói mang lệ lạc cho tha nhân. Như vậy dựa vào ba giá trị tích cực này đó, thì người tu học Phật sẽ nói những điều cần nói. Muốn như thế thì ta cần phải thấy rõ thời điểm nói, không gian nói, đối tượng được nói và ngữ điệu trong việc truyền đạt lời nói. Phải mang tính lịch sự, tế nhị, khéo léo và từ ái thì lời truyền thông của ta mới có thể được người khác đón nhận và thực hiện theo. Quan tâm về lời thị phi tiêu cực sẽ khó có thể làm cho chúng ta đứng vững trong đời sống có quá nhiều các thách đố. Cứ thử hình dung nếu ai đó nói rằng bà Nguyễn Thị A có 12 ngón tay và một cái chân, thì người thiếu tu tập chuyển hóa lời thị phi đó sẽ bị khổ lắm. Trời ơi, tôi đẹp đẽ thế này, có hai chân và có 10 ngón tay mà bị nói xấu như thế, sao chịu cho nói? Không thể nào vượt qua được các bế tắc. Ta chỉ cần quan niệm tôi vẫn còn hai chân và đi bằng đôi chân của mình, tôi có 10 ngón tay, cho nên lời phản ánh sai với điều đó không phải là tôi không dạy gì kẹt vào lời phản ánh đó, cho nên tôi không bị đau, bị khổ, sầu muộn bởi lời nói đó. Ta vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Bây giờ đó, có người muốn lặng như là cây nhưng mà gió chẳng dừng. Họ không phải là nói ám chỉ nữa, nói sau lưng nữa, mà nói trước mặt, như một sự tấn công, như một sự làm nhục, thì ta phải ứng xử thế nào? Cứ phớt lờ như chẳng có cái gì xảy ra. Cái đó khó không? Khó chứ. Nhưng mà tập quen rồi ta sẽ được bình an. Đức Phật đã từng như thế, và Ngài nói trong Kinh Pháp Cú đó, người hoàn toàn được khen cũng giống như người hoàn toàn bị chê là không có thực trong cuộc đời. Ai được khen thì cũng bị chê, ai bị chê thì cũng có những điều được khen. Cho nên bận tâm lời khen tiếng chê làm gì cho mệt. Hãy đầu tư thời gian công sức cho các việc có ý nghĩa hơn, giá trị hơn. Do đó khi bị lời thị phi tấn công, cố gắng để cho tâm bận rộn vào các cái việc lao động tay chân hay là các công việc trí óc, thì nỗi khổ niềm đau nó được thay thế bằng công việc, bằng mối quan tâm khác, cho nên nó có thể được thoát khỏi tâm chúng ta một cách an toàn và không để lại các phản ứng phụ. Còn ngồi rảnh rỗi
suy nghĩ về điều đó sẽ làm phiền não nổi dậy nhiều hơn. Cho nên ai đang rơi vào trạng thái trầm cảm, tức là bị nỗi buồn, nỗi khổ, niềm đau, trầm uất, phiền muộn tấn công bởi lời thị phi, bởi thất bại, thất nghiệp, thất tình, bị đổ vỡ trong hôn nhân, thì cố gắng tìm quên nỗi đau bằng các hành động thay thế tích cực. Thì lúc đó mà ngồi gõ mõ tóc, tóc, tóc không hết. Bởi vì cái không gian trầm lắng đó làm cho ta dễ đập thoại trong đầu. Lúc đó mà nghe nhạc sến của các ca sĩ rên rỉ như là Chế Linh thì có nước là tự tử mà chết, sao không nổi. Lúc đó mà nghe những lời ca gào thét như là của Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng, sân si sẽ trỗi dậy. Vì nó có cái kích thích đó. Liên tưởng là chúng ta không thể thoải mái. Hãy chọn các loại nhạc thiền nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, thì nỗi sầu, nỗi khổ, nỗi đau từ thị phi nó sẽ được rơi rụng đó. Nói chung là nó có rất nhiều các phương pháp thay thế mà mỗi người có thể có cái thích hợp khác nhau. Quý vị có thể chọn các phim hài và kịch cười để sẵn ở nhà, khi bị ai tấn công bởi lời thị phi, mở và xem 15 cho đến 20 phút phim hài và kịch cười đó thì tự động hết khổ. Nói tóm lại, thị phi là một hiện tượng xã hội. Có khi nó xuất hiện trong gia đình ta, có khi nó có mặt bởi bạn bè ta, có khi nó được kẻ thù ta dựng lên. Dù phát xuất từ ai, động cơ thế nào, công việc của người Phật tử cần làm là đừng nên bận tâm về nó. Nhờ thế ta sống hạnh phúc và bình an. Xin kết thúc tại đây. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.